Hôm nay thì chúng ta ôn tập một chút về nguyên hàm và tích phân. Thế thì cái bài tập này chúng ta sẽ chỉnh so với lý thuyết lệch một chút. Cái phần nguyên hàm tích phân ấy thì chúng ta học ở chương trình lớp 12 rồi. Nhưng mà tuy nhiên là cũng có thể chúng ta một số bạn là quên. Thì trước hết nhắc qua lại cái lý thuyết một chút để trước khi làm bài tập. Thì về mặt nguyên hàm ấy, thì chúng ta lưu ý thứ nhất là về mặt định nghĩa thì ta cho một cái hàm fx ở trong cái sách lớp 12 thì người ta thường ký hiệu là fx chứ không ký hiệu là chữ f, xác định trên một cái khoảng k. Lý do là sợ các em lúc đấy là hắn còn nhỏ kiểu quên không x mới y mới lại u v, xác định trên khoảng k thì khi đó nếu như cái hàm f lớn x được gọi là một nguyên hàm, được gọi là nguyên hàm của cái f nhỏ x trên cái khoảng k, nếu như với mọi x thuộc vào k chúng ta đều có là f lớn phẩy x bằng f nhỏ x. Đấy, đấy là cái định nghĩa của nó. Định nghĩa này ở trong sách giáo khoa trang 93, sách giáo khoa lớp 12, môn giải tích. Thế sau đó thì người ta có một cái tính chất rất là quan trọng, đó là nếu như mà f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x trên k thì với mọi hằng số c, mỗi hằng số c thì cái hàm số g lớn x bằng f lớn x cộng với c cũng là nguyên hàm, cũng là một nguyên hàm của hàm f nhỏ trên k, một nguyên hàm của f nhỏ x trên khoảng k. Cái này có cần phải đánh máy lại cho nó đẹp, đánh cũng được mà mất thời gian. Là chúng ta có cái thứ nhất là đây xem như là phần nhắc lại nguyên hàm đầu tiên là định nghĩa, đúng không? Định nghĩa là cho hàm số f cũng được mà f(x) được xác định trên khoảng k. K đây có thể là một cái có cả ở âm vô cực dương vô cực, nên người ta nói chung xác định trên khoảng k thì đó cái hàm f lớn x được gọi là nguyên hàm của em nhỏ x trên khoảng k nếu nếu như chúng ta có được là f lớn phẩy x bằng f nhỏ x với mọi x thuộc k. Đây là định nghĩa. Theo thì thầy cho vào một cái file để cho mình dễ làm, cho hẳn vào một cái file để cho nó dễ in ra cho nó nhìn cho nó đẹp.
Chờ tí xíu để cho viết vào đây cho nó đẹp. Chuyên đề của chúng ta là tên của nó là nguyên hàm tích phân. Đấy, cái hàm số f nhỏ x là xác định trên khoảng K, hàm f lớn x được gọi là nguyên hàm của f nhỏ x trên khoảng K. Nếu cái f lớn phẩy, tức là cái này bài toán này nó ngược lại với bài toán đạo hàm, em hình dung chưa? Lớp 11 ấy, thì là chúng ta cho sẵn một cái hàm xong chúng ta đi tính đạo hàm của nó. Thế còn lớp 12 thì nó cho đạo hàm rồi thì yêu cầu đi tìm ngược trở lại. Hai bài toán xuôi và ngược. Cái chương trước của chúng ta thì chúng ta học đi tính đạo hàm thì là cho cái hàm đấy đi tính đạo hàm, còn bài này thì lại cho cái đạo hàm rồi đi tìm ngược lại. Hai bài toán xuôi và ngược. Thế thì nếu mà hàm số mà tồn tại thì cái đạo hàm của nó mà có giới hạn, à mà có đạo hàm ấy, thì đạo hàm mới là duy nhất, nhưng mà nguyên hàm thì nó không 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 duy nhất mà nó ra cả họ như nó cơ. Đấy. Cho nên là chỗ này là chúng ta hay lăn tăn giữa cái học kia nó mới cái này nó khác một chút. Thế bây giờ ví dụ như sau, ví dụ thì chúng ta biết được là cái hàm chúng ta biết rằng là cái hàm mà f lớn x bằng x mũ 3. À, ta thấy là x mũ 3 đúng không? X mũ 3 đạo hàm thì nó bằng 3x bình phương. 3x bình phương đúng không? 3x bình phương, cho nên là từ đây chúng ta suy ra cái sự kiện này là với mọi x thuộc R. Cho nên ta suy ra cái hàm f lớn x đây là bằng x mũ 3 thì là một nguyên hàm của f nhỏ x bằng 3x bình phương, đúng không? Đấy. Đấy, định nghĩa như thế thì từ định nghĩa chúng ta có đây là một ví dụ như thế rồi, x mũ 3 đạo hàm thì bằng 3x bình phương với mọi x thuộc vào này, suy ra cái hàm này là một nguyên hàm của trên. Rồi, hay ví dụ tiếp. Hay ví dụ tiếp như là cái thằng sin x ấy. Sin x đạo hàm này bằng cos x mà. Cho nên là cái gì là nguyên hàm của cái gì nói dễ nhầm nhá. Hai cái sin với cos nó hay lộn. Sin x mà chúng ta lấy đạo hàm thì nó bằng cos x. À, tất nhiên cái sự kiện này xảy ra với mọi x là thuộc vào R. Cho nên từ đây chúng ta suy ra
cái hàm f lớn x thì bằng sin x thì là một nguyên hàm của cái thằng f nhỏ x bằng cos x, tất nhiên là ở trên trên toàn n đúng không? Này chờ tí nha, thì nó sẽ thì thầy giáo viết chữ nó hơi xấu, viết xấu quá chúng ta không đọc được, cái nó không ghi chép được, nó hơi phí. Cái phần này là phần dễ ăn điểm bởi vì chúng ta đã học ngon rồi, chúng ta học ở dưới nhiều rồi, chúng ta luyện thi trắc nghiệm cũng nhiều rồi. Thế mà các thầy ở trên đại học mà kinh nghiệm ra phần này không kỹ là ra câu nào là chúng ta làm hết. Đúng rồi, đây. X mũ 3 đạo hàm thì bằng 3x bình với mỗi x thuộc R, suy ra cái hàm f lớn bằng x mũ 3 là một nguyên hàm của f nhỏ x bằng 3 trên r, đúng chưa nào? Cái ví dụ thứ hai là sin x mà đạo hàm thì bằng cos x với mỗi x thuộc r. Thì như vậy là f lớn x bằng sin x sẽ là một nguyên hàm của cái f nhỏ x bằng cos x trên r, đúng không? Thêm chữ ta có ở đây cho nó mau. Thế nhưng vấn đề mình cứ viết như thế thì nó cũng nhưng mà mình thấy cái sin x mà cộng với 3 nó cũng là một nguyên hàm của cái hàm này. Sin x cộng với 3. Sin x cộng với 3. Đạo hàm nó vẫn bằng là bằng cos x, như vậy f lớn x bằng sin x cộng 3 cũng là một nguyên hàm của cái hàm, cũng là một nguyên hàm của hàm y f(x) bằng cos x. Thì vấn đề đặt ra thế tìm thế bao giờ nó hết, thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái định lý mà thầy giáo vừa nêu. Định lý thứ nhất là nếu f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x trên khoảng K thì với mỗi hằng số C, C là viết tắt của chữ công xăng, hằng số có gì đâu, cái hàm số g lớn x bằng f lớn x cộng C cũng là một nguyên hàm của cái anh f nhỏ x trên khoảng K. Thế mình hay biết một cái thì nó cộng thêm một con c vào nó cũng ra nguyên hàm. Chứng minh thì đơn giản thôi, ta sẽ chứng minh bằng cách là định theo định nghĩa thôi. Vì f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x trên K, cho nên theo đúng định nghĩa thì f lớn x đạo hàm thì phải bằng f nhỏ x với mọi x thuộc vào K, đúng không? Rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ lấy gx đạo hàm nhé, g lớn x đạo hàm này, g lớn x đạo hàm thì theo công thức thì nó sẽ là fx cộng với C lấy đạo hàm. Nhưng mà vì chương trình lớp 11 mình học là đạo hàm của tổng bằng tổng các đạo hàm, cho nên là chúng ta sẽ được cái đạo hàm thứ nhất là F đạo hàm cộng với C đạo hàm, nhưng mà C đạo hàm thì nó bằng 0. Thế còn F lớn X đạo hàm thì nó là bằng F nhỏ X. Cái sự kiện này xảy ra với mọi thuộc vào K, quên lại xin thuộc R, thuộc R, thuộc vào K, cho nên là chúng ta sẽ suy ra cái G lớn X cũng là nguyên hàm, cũng là một nguyên hàm của F nhỏ X trên K. Như vậy nếu như mà chúng ta biết được một một nguyên hàm của cái hàm F nhỏ X trên một cái khoảng K nào đấy thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều nguyên hàm khác. Nhưng vấn đề đặt ra là nhất nhiều như thế thì nó hết chưa? Nó hết chưa? Thì chúng ta cái định lý này nó chưa giải quyết được vấn đề đó. Vậy thì có cái định lý nào để giải quyết tiếp cái câu này? Thì đó là chúng ta sẽ có cái định lý số 2. Thì chúng ta sẽ có cái định lý thứ hai. Định lý thứ hai là như thế nào?
Ly 2. Vị lý 2 là nếu như cái hàm f lớn x mà là một nguyên hàm của f nhỏ x trên cái khoảng K thì tất cả các hàm nguyên hàm khác đều có dạng là f lớn x cộng với c. Đấy, cái định lý 2 nó mới hay. Tức là nếu như f lớn x là một nguyên hàm của f(x) trên nhỏ y thì mọi nguyên hàm khác đều có dạng. Mọi nguyên hàm của hàm f nhỏ x không phải khác, mọi nguyên hàm của f nhỏ x trên k đều có dạng là f lớn x cộng với k. Thế hay, f lớn x cộng với c. Đấy. Và như vậy là cái định lý này giúp chúng ta yên tâm là chúng ta tìm hết và từ cái định lý này, cho nên là nếu như chúng ta biết được một cái nguyên hàm của nó thì chúng ta sẽ biết cả họ của nó. Và chính vì cái công thức, vì cái điều đó mà chúng ta sẽ có cái công thức như sau. Từ đấy chúng ta mới sẽ viết được cái công thức. Là như vậy là nếu cái f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x trên khoảng K thì họ các nguyên hàm, tức là tất cả các nguyên hàm ấy, của f nhỏ x trên K sẽ viết dưới dạng, viết như này. Là nguyên hàm fx bằng f lớn x cộng với c. Ở đó c là hằng số bất kỳ. Ta học đa số học máy tính đúng không? Học máy tính chữ này nhìn rõ. Đây là một hình thức viết bảng mới. Chúng ta thấy những ký hiệu toán học nó soạn nó cũng không đơn giản. Đấy. Rồi, đấy, bắt đầu dẫn dắt từ đầu. Đúng. Rồi. Đúng không? Rồi, như vậy khi mà chúng ta biết một nguyên hàm chúng ta sẽ biết cả họ nhỏ tất cả nguyên hàm luôn. Thế chúng ta sẽ có được cái anh này. Thế thì cái biểu thức, ô chết, viết thiếu thiếu chữ đế. Cái biểu thức mà fxdx thì được gọi là biểu thức dưới giống nguyên hàm. Còn cái hàm fx thì được gọi là hàm hàm dưới giống nguyên hàm. Cái fxdx thì chính là vi phân. Là chúng ta cần chú ý những một cái số cái từ như thế này. Thứ nhất là cái biểu thức fx dx thì nó gọi là nó chính là vi phân của hàm số f lớn x, tức là d của f lớn x thì sẽ bằng f nhỏ x. Theo công thức thì nó theo công thức đạo vi phân của hàm số bằng đạo hàm nhân vi phân đối số, tức là nó sẽ bằng f nhỏ x đấy. Đấy, đấy là cái nhận xét thứ nhất. Cái này là gọi còn gọi là biểu thức dưới dấu nguyên hàm. Biểu thức dưới dấu nguyên hàm. Thứ hai là cái hàm f nhỏ x là hàm số lấy nguyên hàm hoặc là hàm số dưới dấu nguyên hàm cũng được. Đấy. Như thế. Thế bây giờ mình mới viết một vài cái công thức để cho nó không bị lạc hậu. Đó là ví dụ như là chúng ta có với cái ký hiệu như trên thì chúng ta bắt đầu thống nhất như này. Chúng ta bắt đầu có một vài ký hiệu như này. Chẳng hạn, ví dụ như là nguyên hàm của 3x bình phương chẳng hạn, như bài vừa đấy đúng không? Thì chúng ta biết được nó chính là x mũ 3 cộng với c. Nên là biết hết cả họ cho nó. Hay là chúng ta thấy được là nguyên hàm của
mà lấy nguyên hàm của cos dx đúng không? Cos dx thì nó bằng sin x cộng với c. Hai ví dụ như thế. Chắc là mình sẽ ghi lại tổng quát hết sau. Bây giờ trước mắt mà là ghi đại diện là hai cái trường hợp ví dụ như thế. Được chưa nào? À, tại vì cái sin x này đạo hàm nó bằng cos x mà. Sin x này đạo hàm nó bằng cos x. Thế còn 3x bình phương này là do cái x bình mũ 3 này đạo hàm ra nó bằng cái này. Đấy. Thế thì chúng ta còn sử dụng ở đây là một số tính chất. Đây là định nghĩa và ví dụ, đây là một số tính chất. Thì chúng ta phải biết được cái tính chất để chúng ta áp dụng vào thì chúng ta làm mới được tốt nhá. Tính chất này. Chúng ta thấy giao diện là đẹp. Tính chất nha. Tính chất thì chúng ta có các tính chất sau đây. À, tính chất thứ nhất. Tính chất thứ nhất là chúng ta có cái không biết là cái ký hiệu này ở trong hay ở ngoài, chắc ở trong. Nguyên hàm của f phẩy x dx thì chính là bằng fx cộng với c. Phải dịch thử đã, nó bị lỗi. Úi giời, vào lỗi rồi. Ừ, đẹp quá đấy, tính chất thứ nhất. Nhưng mà tại sao nó lại vẫn báo lỗi nhỉ? Hay là cái này bị ra ngoài, chờ thầy tí để cho nó ra ngoài. Một là ngoài, hai là trong. Bên trong mà bị lỗi thì cho ra ngoài, bên ngoài bị lỗi thì lại cho vào trong. Soạn ra tách đẹp nhỉ, quý rồi đấy. Tính chất thứ nhất, tính chất thứ nhất ở đây là cái anh nghe này, anh chúng ta lấy đạo hàm xong, chúng ta lấy đạo hàm xong chúng ta lại tìm lại nguyên hàm thì nó về như cũ. Ví dụ như x ba nhé, x ba em đạo hàm phát nó 3x bình, xong 3x bình nó lại lên nguyên hàm thì lại như cũ đúng không? Cái tính chất này là lấy đạo hàm xong lại tìm nguyên hàm, nó quay về như cái cũ đấy. Thế ngược lại của cái này thì là ngược lại của cái này thì là vừa đấy là lấy đạo hàm thì nó lại ra như xong, lại lấy nguyên hàm lại ra như cái cũ. Thế còn nếu như mà cái thứ hai mà chúng ta mà lấy nguyên hàm sau đó chúng ta lại đạo hàm lấy nguyên hàm sau đó chúng ta lại đạo hàm, đó là nó ra cái gì? Lấy nguyên hàm sau đó lại đạo hàm. Nguyên hàm ở đây thì nguyên hàm sau đó lại đạo hàm thì nó lại bằng cái cũ. Cái này trong sách giáo khoa người ta không nói đâu, nhưng mà chúng ta xem nào, đóng ngoặc vào trong. Lấy nguyên hàm xong nó lại đạo hàm thì nó lại về như cũ. Đấy, tức là cái này chúng ta cái đóng ngoặc cái này là trong đúng. À, cái tính chất thứ hai của chúng ta là lấy nguyên hàm trước sau đó lại đạo hàm thì nó lại về như cái cũ. Ồ, thế mới đều, thế là mới hay nhỉ. Đấy, đây đúng không đây, đấy là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai ở đây là có thể đưa một hằng số ra ngoài dấu nguyên hàm là như sau, có thể đưa một hằng số khác không đưa ra ngoài.
Có thể. Đưa một hằng số khác không ra ngoài dấu nguyên hàm. Cụ thể là như sau. Cụ thể là như sau. Nè. Là nguyên hàm của k fx dx thì bằng k nhân nguyên hàm của fx dx, nhưng con k này bắt buộc phải khác không? Con k bắt buộc phải khác không? Con k bằng không nó không đúng đâu. Ông thầy giáo dạy thế mà đến lúc hôm nào lại chép vào là chép không chép thiếu cái trường hợp lại đổ thầy giáo không bảo. Đấy, đấy là tính chất thứ hai, đưa một hằng số khác không ra ngoài. Tính chất thứ ba, tính chất thứ ba chính là nguyên hàm của tổng tổng của nguyên hàm liên hàm của hiệu hiệu nguyên hàm. Đó là nguyên hàm của fx cộng với gx, cộng hay trừ cũng như nhau thôi. Gx d thì nó sẽ bằng nguyên hàm của fx d cộng trừ nguyên hàm của gx dx. Đấy, tức là cái này là nguyên hàm của tổng bằng tổng nguyên hàm, dùng tính chất là nguyên hàm của tổng bằng tổng các nguyên hàm, tất nhiên nguyên hàm của hiệu cũng thế. Đấy là tính chất thứ ba. Nhưng mà tính chất thứ ba thì nó mới kết hợp với tính chất thứ hai, chúng ta sẽ ra một tính chất thứ tư. Tính chất thứ tư chúng ta hay dùng ở đây đó chính là tách ra, xong rồi chúng ta làm bài tập. Cái tính chất thứ hai và tính chất thứ ba này mình sẽ đưa ra tính chất thứ tư. Đấy nhá, đưa một hằng số ra ngoài k bắt buộc phải khác không mới được nhé. Nguyên hàm của tổng tổng nguyên hàm hiệu nguyên hàm kết hợp con 2 và con 3 này, chúng ta sẽ ra một con tổng quát hơn. Tổng quát hơn như sau. Tổng quát hơn thì chúng ta sẽ có nguyên hàm của k nhân fx cộng với g g à l nhân với g thì chúng ta sẽ được là k nguyên hàm của fx cộng với l nguyên hàm của gx. Tất nhiên trong bài này là k và l là những cái hằng số nhưng mà phải khác không. Hằng số khác không à, thì chúng ta mới áp dụng cái kết quả ở trên được. Cái điều kiện của cái nguyên hàm tồn tại là chúng ta phải hàm đấy phải liên tục. Sau đó các em điền cho thầy cái bảng nguyên hàm cơ bản. Điền cho thầy bảng nguyên hàm cơ bản. Đây, tức là kết hợp hai cái trên chúng ta sẽ được ra cái chất thứ tư là K và L phải hằng số khác không? Bằng không nó không đúng đấy nhé. Cái sự tồn tại nguyên hàm mà hàm liên tục trên khoảng nào thì nó nên có đạo nguyên hàm trên khoảng tính điều kiện tồn tại. Sự tồn tại nguyên hàm tức là điều kiện tồn tại nguyên hàm đấy, thì chúng ta thừa nhận cái định lý là nếu hàm số mà mọi hàm số f liên tục trên khoảng k thì đều có nguyên hàm trên khoảng khoảng đó. Mọi hàm số fx liên tục trên khoảng k đều có nguyên hàm trên k, tức là liên tục trên miền nào thì chúng ta sẽ có cái nguyên hàm trên miền đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải viết lại bảng nguyên hàm cơ bản. Em nhớ lại bảng nguyên hàm cơ bản mà chúng ta đã học trong chương trình lớp 12.
À, giờ giấy bút ra xong viết lại bảng nguyên hàm cơ bản như thế. Chốc đã là bài tập dễ cực. Nhưng phải nhớ được bảng nguyên hàm cơ bản ạ. Các em viết thì viết rồi nhá đi. Bây giờ thầy tìm lại một cái bản thầy đã tóm tắt sẵn, thầy dán vào cho nó nhanh. Muốn cho các em nó xuất phát từ từ đầu chứ còn bảng nguyên hàm cơ bản thầy có đầy. Nguyên hàm. Nguyên hàm đúng không? Nguyên hàm cơ bản phần 1. Bảng nguyên hàm cơ bản ở trong phần 1. Đây là bảng nguyên hàm cơ bản, tất nhiên các em còn phải học thêm cái phần axis code, phải điền thêm vào nữa. Ở đây thầy lấy của chương trình lớp 12, chúng ta sẽ phải điền thêm. Và từ từ nó viết theo một chiều dọc. Bổ sung thêm mấy cái hàm mà các em viết theo chiều dọc một bên đấy nhé, đừng viết theo hai. Để hôm nào chúng ta điền thêm cả cái hàm hợp ở bên cạnh. Tức là chúng ta sẽ viết 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dọc thẳng xuống. Chờ thầy tí để xem thầy có một cái bảng viết dọc xuống. Đây đây đây, phải viết thầy kiểu này này. Em phải viết chiều dọc này. Xong sang bên này em viết cho thầy chữ U. 11 cái mấy cái lượng giác nữa, à mấy cái lượng giác ngược nữa. Chích luôn vào đây xong rồi viết sang cho nó nhanh. Bảng nguyên hàm cơ bản. Ở đây thầy đã đề ra 10 cái rồi, nó phải bổ sung thêm nữa. Chúng ta còn có 12 cái lượng giác nữa đúng không? Cái gì đó? Căn bậc 2 của 1 chia x bình. Thương của 1 trên căn bậc 2 của 1 trên x bình. 1 trừ x bình. 1 trừ x bình thì như vậy chúng ta sẽ ra được là công thức của nó là gì nhỉ? À, arc sin của x. ARC sin x. Tất nhiên cái này còn bằng, chúng ta có thể viết là bằng trừ ARC cos x cộng c. Những cái c này với c kia khác nhau nhé, được ông lại bảo c với c giả nước, suy ra hai cái acos bằng nhau chết giả. Tiếp tục, đây là con số 11. Con số 12 thêm nữa là cho tiện viết, đây là con 12. Ở đây thì là ở dưới mẫu là là 1 cộng x bình đúng nhỉ? Đúng rồi, 1 cộng x bình. 1 cộng x bình thì nó ra a tan. A tan của x cộng với c hoặc là bằng trừ a cô ta
X cộng C phẩy, viết rõ đây, không lại dịch nhầm chết giả, bảo là tại thầy không nói trước. Tới luôn, các em phải điền, phải viết cái bảng này vào ấy, không là các em làm sẽ rất là khó. Ui, to quá, thiếu một em phải điền toàn bộ cái bảng này vào trong vở của mình, để ở bên trái thì là x, còn bên phải chốc lại chúng ta sẽ viết cái u. Công thức thứ 12 rồi, bị thụt mất rồi, cỡ chữ bé lại một chút nữa, không biết nó có cho không. 7, sợ không được. Đánh toán nên nó vất vả hơn là đánh thông văn bản thông thường. Giời, may quá, vừa sinh. C phẩy là C phẩy chứ không phải là đạo hào nữa chứ. Rồi, em viết cái này vào bảng, sau đó viết cho thầy ở cả bên phải nữa, bằng cách là chúng ta thay chữ x bởi chữ u, thay toàn bộ chữ x bởi chữ u, viết y hệt như thế nhưng mà sang bên phải là chữ x bởi chữ u. Ghi hết rồi nhá. Ghi. Có thể lúc đầu em chụp cũng được, nhất trí, nhưng mà sau đó các em phải viết bằng tay để cho nó học thuộc. Ở bên phải thì thay toàn bộ chữ X bằng chữ U cho thầy. Đấy. Để làm bài tập. Thế thì khi làm bài tập ấy, thì mình có những cái phương pháp sau đây để giải cái loại này này. Loại thứ nhất đó là, loại thứ nhất đó chính là cái phương pháp chúng ta sử dụng như sau, bình tĩnh. Phương pháp thứ nhất chúng ta làm ở đây chính là phương pháp biến đổi. Phương pháp biến đổi là sử dụng cái công thức nguyên hàm và ở trên. Đây, xin mời chúng ta làm bài này. Thì chúng ta áp dụng cái công thức mà ở trong cái phần 4 ấy. Trong cái công thức ở phần 4 ấy, thì chúng ta làm như sau. Bây giờ giáo viết tay trước. Tất nhiên là thầy giáo đánh máy rồi. Thầy vẫn phải cho các em xem cái thủ thuật biến đổi. Ở đây chẳng qua nó cho x dương này, là cái căn kia nó tồn tại. Úi giời, sao lại xuất hiện cái quái quái quỷ của lúc sáng. Chùi tít dưới đây nha. Chúng ta dùng, đầu tiên là dùng nguyên hàm của tổng nguyên hàm, xong đưa hằng số ra ngoài. Đây là bước đầu nha, 2x bình này, dx này cộng với này 3 chia cho căn bậc 3 của x này, dx này, sau đó đưa hằng số ra ngoài này. Thế cái con x căn một căn bậc 3 của x thì là x mũ 1 phần 3, nhưng mà ở dưới mẫu thì là sẽ là x mũ trừ 1 phần 3. Đấy. Thế xong áp dụng công thức ở trên vào là ra là ngay. Đấy, thì đối với cái trường hợp là x mũ alpha dx thì mũ phải tăng lên 1. Sau đó chia cho mũ đấy. Như vậy cái mũ này chúng ta thấy được là alpha phải khác trừ 1 là vì như thế. Bởi vì alpha trừ 1 bằng trừ 1 thì cái này nó không xác định. Đấy, như vậy là cái con đường trước chúng ta sẽ là x mũ 2 thì nguyên hàm của nó tăng mũ lên mũ là x mũ 3 trên 3.
đấy là cộng với C1, cái C1 với C2 thì gói lại cuối cùng. Thì cái con này là x mũ trừ 1 phần 3 tăng lên 1, tức là trừ 1 phần 3 cộng thêm 1 vào, trừ 1 phần 3 cộng với 1 thì nó bằng 2 phần 3, thì chia cho 2 phần 3. Như vậy chúng ta sẽ ra là x mũ 2 phần 3, thôi cứ viết hẳn đây là trừ 1 phần 3 cộng với 1, chia cho trừ 1 phần 3 cộng 1. Sau đó cộng với con C, tức là cái này có một con C1, con này con C2 thì gói vào thành con C cuối cùng, hiểu chưa? Phải linh hoạt ở chỗ đấy, bởi vì đây là cả họ nhà nó chứ không phải chỉ có một con C không. Cả họ nhà C, C nó chạy khắp R. Chúng ta sẽ được vô số nguyên hàm chứ không phải là chúng ta hình dung cứ phải là con C nó giống con C nào giống con C nào. Kiểu đấy học kiểu đấy chứ. Rồi, như vậy là bằng 2x mũ 3 trên 3. Cái này nghịch đảo lên. Là 2 phần 3, 2 phần 3 nghịch đảo lên là 3 phần 2. Như vậy sẽ ra là 9 phần 2. X mũ 2 phần 3 cộng với C. Thích trả lại tiền cho em trả. Thì là cái x mũ 2 phần 3 ấy, thì là căn bậc 3 của x bình phương. Không thì để nguyên cũng được. Vì như vậy chúng ta sẽ viết được ra thành là 2x mũ 3 trên 3 cộng với 9 phần 2 căn bậc 3 của x bình phương cộng với C. Đấy. Được chưa nào? Đấy, làm chân phương như thế. Còn đây là đánh máy. Nhầm rồi. À, trong cái đề của nó lại có con số 2. Mình đánh máy thiếu con 2. Thế là chỗ này là giải nhầm. Với cái đề như của mình giải bằng tay là đúng rồi nhé. Đây này, nó ra thế này, này. Cái đề gốc thì nó có căn 2, mũ 2. Từ từ xem. Đúng rồi. Căn bậc 3 của x là x mũ 3. Rồi, đúng rồi, mình giải đúng ấy, còn trong này cái đánh máy sai. Thầy không sửa lại. Đang sửa lại. Cái này là phải x giữa x mũ 1 trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 3. Sửa đi, chết giả. X mũ trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3 mà cộng thêm 1 vào thì nó mới ra là 2 phần 3. 2 phần 3 ở đây là 9 phần 2 nhỉ. Sửa lại mang tiếng 9 phần 2 9 phần 2 đây là x bình phương đúng không? Rồi, thế là xong. Hay là bài tiếp tục. Đấy. Chúng ta tiếp tục câu này nha. Các phương pháp làm các phương pháp tính nguyên hàm mà chúng ta học từ hồi lớp 12 rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải nhắc lại một chút, lâu không làm là quên. Trong sách giáo khoa thì nó không ghi cái này là một phương pháp mà nó cứ mặc nhiên thôi. Đáng nhẽ nó có ba phương pháp, tất cả một phương pháp biến đổi và thứ hai là đổi biến và thứ ba mới là nguyên hàm từng phần. Đúng chưa? Bây giờ làm nhanh nhé. Như vậy chúng ta sẽ tách ra này. Con này con ba này. Ôi, từ từ các em cứ phải từ từ làm nhanh, sợ các em mà hỏng. 3 mũ x trừ 1 thì sẽ viết là 3 mũ x chia cho 3. Cứ từ từ. Như vậy là 3 nguyên hàm cos x dx trừ đi 1 phần 3 nguyên hàm của 3 mũ x dx. Nào, còn nhớ là a mũ x thì nguyên hàm của nó bằng cái gì không? Nguyên hàm của a mũ x thì bằng cái gì? Nguyên hàm của a mũ x thì nó bằng cái gì? Xin mời bạn Nhữ Thị Ánh nhé. Bằng a mũ x trên log như thế của a. Chính xác. Đạo hàm thì ta nhân với len, nhưng mà nguyên hàm thì ta phải chia cho a, chia cho len. Như vậy con này chúng ta sẽ viết ra thành là 3 sin x trừ đi 1 phần 3 nhân với 3 mũ x nhân với len. À, chia nhỉ? Em phải chia nhỉ đúng không? Chia Chia cho len 3. Rồi, chính xác. Chia cho len của 3. Thế này xong chưa? không được. Xong rồi là không điểm cộng với C nữa, trúng kế rồi, cộng với C nữa đúng không? Rồi cái cộng C là sơ ý, là mắc bẫy theo kiểu trẻ con, lừa trẻ con. Rồi, như vậy ví dụ hai được giải quyết xong đấy, phương pháp biến đổi là như thế đấy. Như vậy từ đây yêu cầu tìm nguyên hàm hàm số là tìm trên tập xác định của nó.
Và phần này chúng ta sẽ sử dụng vi phân này. Vi phân của hàm số bằng đạo hàm nhân vi phân đối số. Chẳng hạn như, đấy, chị mời chúng ta đọc. Chúng ta đọc và tổng quát lên, chúng ta có công thức ở dưới cùng này. D của AX cộng B thì bằng AX cộng B tất cả phẩy nhân DX thì bằng ADX. Như vậy là với A mà khác không, chúng ta sẽ rút ra DX bằng 1 chia cho A nhân DX AX cộng B. Còn B thì cộng thoải mái, nhưng còn A mà nhân vào thì ở ngoài phải chia cho A. Bắt đầu tiếp tục. Ví dụ tiếp theo. Mình cứ thấy buồn cười là trên TLU K34 khoảng 3.000 mà lên đấy mười mấy nghìn. Vậy toàn bộ sậu ở đấy quấy nhiễu trêu game chứ là các em mới vào trường thì cứ vào đây trêu. Phòng trọ phòng chiếc rất phức tạp. Nào, xin mời. 33248. Là em Em nghe lên lời lời bằng bằng lên hàng. bài này là bài dễ nhất quả đất đấy, thầy phải dạy coi như là chúng ta gần như là lại từ đầu đấy. Như này này, ở dưới mẫu ấy, thì nó là x cộng 3, thế thì mình sẽ làm cái thủ thuật như sau, mình sẽ vay thêm con 3 vào đây, cộng vào nó không ảnh hưởng gì nhé. Thì d của x cộng với 3 theo công thức thì nó bằng x cộng 3 tất cả phẩy mà nhân dx, nhưng mà x cộng 3 đạo hàm thì nó bằng 1 cho nên nó bằng dx. Nên các em có thể cộng trừ đằng sau thoải mái, không ảnh hưởng gì tình hình thế giới. Thì bây giờ các em nhìn theo cái công thức bảng nguyên hàm cơ bản ấy. Nhìn lại bảng nguyên hàm cơ bản mình vừa chép ấy. Nhìn lại cái bảng nguyên hàm cơ bản mình vừa chép. Đây này. Đố nó giống công thức nào, đố biết. Nó giống công thức số 4 như này, đây này, đấy, công thức số 4 này. Nguyên hàm của DU trên U này. Đây này, công thức số 4 ở bên phải các em phải viết cho thầy cái này này. Bằng len của trị tuyệt đối của U cộng với C này. Thầy nói rồi ở bên phải các em chốc nữa chiều tối các em phải viết lại cho thầy toàn bộ ở bên phải, thầy viết sẵn ở bên trái rồi các em phải viết bên phải đấy. Như vậy áp dụng trên này thì nó có thấy là nó có dạng là DU trên U chưa? Như vậy em sẽ đọc kết quả cho thầy xong. À, đọc kết quả cuối cùng nó bằng cái gì? Ủa đâu rồi? Sao thế? Em thấy bằng lê của x cộng 3 Sai. Lê pe trị tuyệt đối của x cộng 3. cộng Chưa. c Đúng rồi, thế mới đủ. Cảm ơn. Đấy. Nhớ nha, cái công thức bên phải này này chốc nữa điền nốt vào cái bảng này. Đây này, nhìn lại cái bảng lần nữa này. Bạn nào chưa kịp chụp thì chụp lại. Viết sau đó phải viết bằng tay cơ, nó mới thuộc. Phải viết tay nó mới thuộc. Phải viết bằng tay thì nó mới thuộc được. Đấy, xong rồi viết toàn bộ bên phải này thay chữ x bởi chữ u. Thì làm bài tập phương pháp đổi biến và biến đổi thì bắt đầu chúng ta mới hiểu được. Như vậy bài này được xong chưa nào? Thắc mắc gì không nào? Không thắc mắc gì, không thắc mắc gì thì thôi, tiếp tục. Tiếp tục. Tương tự tính những cái này, tính nhanh. Tính nhanh cái này. 35037. có em Ừ, cái này bằng cái gì? Đọc, đọc 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 được rồi, đọc là len được, len được. Rồi đúng rồi, giỏi lắm. Tương tự như trên, làm thử câu trắc nghiệm cho nó máu. 37205. Ừ, cho thử làm câu trắc nghiệm đấy, xem nó kết quả là phương án nào. Không, thế này mà suy nghĩ chết. Bài này bài gọi là dễ nhất quả đất nhưng mà không làm đấy, em làm đi, phương án nào. Thầy ơi, như năm bạn em lag thì sao em thấy màn nó kiểu nó không chuyển ạ? Thôi được rồi, để bạn khác. 37575. Em thầy có học có ạ.
C. Phương án C là phương án chính xác, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, đơn giản. Tiếp tục làm cho nó nhuyễn nhuyễn thì thôi. 3 7 5 7 6. À, em thầy em chọn phương án C. Tôi lại C tiếp, chết sao nó không đổi phương án nhỉ, chết giả. Chắc con này lại C nữa, thôi rồi bỏ qua. Bài số 4. Chọn mệnh đề sai, chết chưa? Đây là mức độ 2. Chọn mệnh đề sai nhá, có nghĩa là trong bốn cái này là ba cái đúng cơ chứ không phải. Chọn mệnh đề sai có nghĩa là ba cái đúng cơ. Chết giả. Ê, mình khổ gì. Xin mời 37576 trả lời nào, xem phương án nào. Em thầy em chọn D. Chọn D là phương án chính xác. Bài này là con D nó sẽ chỉ đúng khi mà x lớn hơn 8 thôi, còn x nhỏ hơn 8 nó sai, đúng không? X nhỏ hơn 8 nó sai. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm bài ví dụ tiếp theo. À, như vậy cái con này thì chúng ta làm rất đơn giản là cái 2x trừ đi 103 ấy, thì chúng ta phải dùng cái thủ thuật. Chúng ta sẽ dùng ở đây thành d của 2x trừ 2003, cái cộng trừ đằng sau không quan tâm, chỉ cần biết là x tăng lên bao nhiêu thì phải chia cho bấy nhiêu. À, 103. À, như vậy chúng ta sẽ viết là 1 phần 2 D của 2X trừ 103 chia cho 2X trừ 103. Như vậy kết quả sẽ ra là 1 phần 2 logarithm trị tuyệt đối của 2X trừ đi 103 cộng với C. Cái này chúng ta có thể viết tiếp như sau. Chúng ta có thể viết để sau này các biết là chọn phương án sai bằng bằng như sau, là đẩy con 1 phần 2 vào trong thì là nó là len của trị tuyệt đối của 2x trừ đi 103 tất cả mũ 1 phần 2 cộng với C, tức là bằng len căn bậc 2 của trị tuyệt đối của 2x trừ 103 cộng với C. Phương án này đúng, phương án này đúng, phương án này đúng. Tiếp tục à, còn có thể đưa bằng cách là vay thêm con 2 nữa mà. Vay thêm con 2 vào thì con này sẽ là 1 phần 2 logarithm bình phương. Ô chết, lại giống con đầu tiên. Vay 4 cơ, vay 4, vay 4, vay 4. Vay 4 thì đây sẽ là 1 phần 4. 1 phần 4 thì nó sẽ ra là 2x trừ 103 tất cả bình phương như này này. Vẫn là phương án đúng đấy nhá, đừng có đùa. Đùa đâu, vẫn đúng đấy. Như vậy có thể bằng cái này, bằng cái dưới. 4, một trong 4 cái đều đúng hết. Khủng khiếp không? Thầy phải dạy cho em cái này, để nhỡ tình huống nó gọi hỏi cái kiểu kịch bản tìm phương án sai. Còn bài vừa nãy thì thầy giáo chỉ là bài đầu tiên cho nên là em nhìn ngay biết ngay phương án sai, đó là không có trị tuyệt đối, đúng không? Nhưng mà khác nó có thể có, vẫn có trị tuyệt đối nhưng nó lừa về hệ số. Cả năm cả bốn cái kia đều đúng hết đấy. Như vậy bài này được giải quyết xong. Tương tự làm cho thầy con này, xin mời 37610. Dạ.
Mang lên. À, đi em. Sao em? Ta bằng 1 phần 3 nhân với ln của ax cộng với 1 đến 3 cộng c. 1 phần 3 len của trị tuyệt đối của bài x cộng 1 đến 3 cộng với c. Rồi, tiếp tục. Thử làm vài câu trắc nghiệm. Cái này chết giả. Tiếp tục. 1 đến đâu? 3, 7, 6, 1, 0, Kiều Đại Thương. Hỏi chưa nhỉ? Là em ạ. Ờ, em gọi rồi ạ. À? Thế thì bạn khác. 3, 7, 6, 7, 9. Cũng là chọn C ạ. C á, C đúng cái sai nhỉ? À đúng rồi. Giỏi lắm. Tiếp tục. Cao Đắc Siêu. Nhìn cái dáng ác nhau hóa được các bạn. Cô chọn D. B á. D. À D là phương án chính xác. Rồi đúng rồi. Giả giả đà. Tiếp tục. Tạ Lê Thảo Anh. B. B à? B là phương án chính xác. Ui giỏi quá. Tiếp tục. Chết đi, bài này thì không có cái bài nào có trị tuyệt đối hết. Này, trời thế mới ngoái mà chọn mệnh đề sai. Xin mời. Suy nghĩ đi nha. Cô bí lắm mới tính đạo hàm cả bốn con. Câu này mới là câu mức độ 3 này. Để cho chúng ta thấy được cái kiểu ra trắc nghiệm nó khủng bố tinh thần nó như thế nào. Sao bọn nó ăn cái gì nó hát suốt ngày chết giả. Thấy chưa, phương án nào? Xin mời quên cứ khỏi. Xin mời bạn tạ lên thành gọi rồi. Ô. 37870 gọi chứ nhỉ? Chưa ạ. Ui rồi xít nữa điểm danh bắn. Thế bây giờ em xem cho em chọn phương án nào. Em chọn D. Chọn D. Chọn D. D đúng rồi. Bài 9. Ôi chị cho hàng này hôm nào sợ nhộ lộ đề chết giả. Cái đề đấy do thầy tạo ra mà. Để cho các em làm quen dần. Bài 9. 29, 3, 7, 8, 7, 3. 9D ạ. Đúng rồi, lại đây tiếp à? Sao lại có cái chuyện thế nhỉ? Lộ quá. Tiếp tục. Loại tiếp theo.
37902. Bài này làm nào? Chưa biết làm đúng không? Thế vì đối với cái trường hợp mà cái này thì nếu như chúng ta nhớ kỹ một chút thì cái hôm trước chúng ta đã học về đạo hàm cấp cao, làm nào bây giờ làm đúng như thế. Đạo hàm cấp cao thầy dạy có một mạch mà không để ý gì cả. Trước đạo hàm cấp cao làm nào bây giờ làm đúng như thế, có thể sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số, có thể sử dụng đồng nhất hệ số là thế nào? Đồng nhất hệ số là hệ số đồng nhất. Là như sau. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số là 1 chia cho x trừ 5 nhân x cộng 3 bằng a chia cho x trừ 5 cộng với b chia cho x cộng 3 em ạ. Đấy, em phải tìm cho thầy a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. Bằng cách quy đồng lên thôi mà. Bên trái là bằng 1, bên phải là a nhân x cộng 3 cộng với b nhân với x trừ 5. Đây là gọi là phương pháp đồng nhất hệ số. Thì như vậy chúng ta quy đồng nên chúng ta sẽ được là a cộng với b nhân với x cộng với 3a trừ 3b trừ 5b, xin lỗi. Như vậy chúng ta sẽ được là a cộng với b thì bằng 0 và 3a trừ đi 5b thì bằng 1. Tức là hệ số bậc 2 ở bên này là 0 nhân x cộng với 1. Như vậy a cộng b bằng 0. 3a trừ đi 5b bằng 1. Rồi giải ra a bao nhiêu, b bao nhiêu. A 1 phần 8 à, B âm 1 phần 8 à. Rồi sau đó em thay vào đây cho thầy. Em thay vào xong em lấy nguyên hàm hai vế là nó ra kết quả nhé. Như vậy là nó sẽ bằng 1 phần 8 của 1 nhân với x trừ đi 5 trừ đi 1 phần 8 của 1 chia cho x trừ cộng với 3. Đấy, sau đó lấy nguyên hàm hai vế. Lấy nguyên hàm hai vế thì bên này sẽ ra 1 phần 8 log lê trị tuyệt đối của x trừ 5. Đúng không? Còn bên này trừ 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 8 nhân với logarithm của x thì là cái cộng 3. trị tuyệt đối của x cộng 3 cộng với con c. Thế sau đó thì dùng hiệu cái loga bằng loga của một thương thì nó có thể viết thành Lên của trên x cộng 3. đúng chưa nào, hiệu cái loga bằng loga một thương nhá, nhóm 1 phần 8 chung ra được chưa nào. Đấy là cách làm thứ nhất, gọi là phương pháp hệ số đồng nhất hệ số. Phương pháp làm thứ hai là thầy giáo dạy là dùng phương pháp gì nhỉ, phương pháp thứ hai là chúng ta sử dụng ở đây ấy, là phương pháp thay bớt. Như sau, chúng ta sẽ viết ra thành, chúng ta đặt cái con nghiệm bé hơn lên trước, nghiệm lớn hơn đứng sau. Nhưng hai thằng này nó trừ lên nhau thì nó lại bằng 8, trong khi đề bài chỉ cho chúng ta là con 1 thôi, cho nên chúng ta phải nhân 1 phần 8 vào hai vế. Và tuyệt chiêu này đã làm gọi là rất nhanh, rất nhanh. Đấy, thấy chưa? Như vậy nó ra 1 phần 8 a trừ c tất cả trên b thì bằng a trên c, a trên b, sư trên a trên b. Lấy con này chia cho con này thì là nó là x trừ 5. Còn lấy con này chia này thì làm còn là x cộng 3. Thôi nhá, tự tính nốt nhá. Siêu nhanh, siêu tốc. Tức là nó có những cái dạng bài mình có thể làm rất là nhanh. Đấy, làm phương pháp đồng nhất hệ số cũng được, nhưng mà rõ ràng trong bài này là phương pháp này làm nhanh hơn. Được chưa? Nhớ nhá, các cách viết khác nhau đó, vì nó lính dính con loga lấy bè. Rồi, tiếp tục. Thừa thắng sâu lệ. Úi giời ơi. Xin mời. Khủng bố tinh thần. Những bài này đều do thầy tự ra cả. Cho nên là chúng ta tìm ở trên mạng cũng được, không có gì cũng có thể thấy, có thể không.
Úi dồi ôi, nhìn khiếp thế. Làm theo cách 1 nhá. Làm theo cái cách 1 đấy. À quên, cách 2 thì nó dạy đấy, cho nó nhanh. Thêm bớt đấy. Lấy cái mà nó lớn hơn đứng trước. Ví dụ cho x cộng 2 với x cộng 1 thì rõ ràng là x cộng 2 lớn hơn đúng không? Thì đặt cái x cộng 2 đứng trước này. Trừ đi x cộng 1 phát ra luôn. Úi dồi ôi, bài này còn dễ hơn bài trước. Thôi chết, xin đã quên luôn đến đây. 38000, tiếp. B ấy. Sai. Hay là theo đánh máy nhập. Em phải chia cẩn thận nhé. Cái x cộng 2 đứng trước nó chia ra thì cái x cộng 2 nó giả nước cho em nhầm nhầm câu B, để em nhầm rồi, giả nước nhầm rồi, làm lại đi. Nhìn lại đi. Như này đã x cộng 2 trước nhé. X cộng 2 trừ đi x cộng 1. Nhưng mà nó giả nước đi thì ở đằng trước phải là 1 trên x cộng 1, đằng sau mới là 1 trên x cộng 2. Em chọn B làm sai rồi. Đánh lừa dấu mà, bài này đánh lừa dấu. Chết giả, làm ăn thế chết giả. Dễ dính cước quá. Tiếp tục. Tiếp tục. 38055. Phải giao điểm ra nhất. Em ạ. Ừ. Thế là gì? Em giao điểm. Rồi, ngoại tiếp. 38247. Dạ. Dạ, con quả đọc tên lên. Đặng Điều Anh Thư ạ. Vâng. 38253. Vương Công Minh có. Vâng. 38324. Vương Công Minh có. Rồi. 38573. Nguyễn Đức Toàn có. Vâng. 38682. Phan Trung Cường có ạ. 38873. 872. 832. 38732. Nguyễn Quang Trung vắng, bạn này hay vắng nhỉ. 38948 có đâu trong hàng ạ. 39176 có những bạn học đi học rất đầy đủ từ hôm cuối rất sáng ạ. Và 39208 có những cái bình hợp ạ. Hợp chọn phương án nào? Em chọn C ạ. Chọn C. C là phương án chính xác, chúc mừng. 39365 39365 có không? 39365 Vũ Tuấn Đạt vắng. 39435 có không? Đúng nào. Và 39592 39592 úi dồi ôi, người ta học có mỗi một buổi cứ gọi người ta. 39979 40163 Nguyễn Thị Mai có. Chọn phương án nào? Em chọn phương án ạ. Cái gì? À không, thật là gì? Ôi giời ơi, nhà hàng xóm cưa xẻ cái gì? Phương án D. Phương án D chính xác. Nó thiếu 1/3, đúng không? Chết rồi. Bài tiếp theo. Theo điểm danh tiếp nha, 40310. Đào Thị Thu Thảo có. Vâng. 40416. Lê Văn Linh có.
40498. Bác của anh có ạ. 40534. Bác Nguyễn Việt có. Và 40669. Có Trần Tiến Đạt. 40684. Hồi bạn này đi học bốn buổi. 40810. Phạm Hương Lưu có. Và 40834. Đào Minh Đăng có. Và 40863. Nga có. Nga bài này làm nào? Uh-huh. 40920. Lê Minh Tú có. 41232. Dương Nam có. Rồi. Ở đây thì chúng ta vẫn làm theo cách 2 vẫn được nhé. Cái cách mà thầy giáo bảo thêm bớt vẫn được, nhưng mà thêm bớt thì nó phải tách thế nào? Thêm bớt tách thế nào cho nó nhanh? Thêm bớt thì phải dùng mẹo mới tách được dần nhanh. Có thể dùng một trong hai mẹo sau đây. Là chúng ta sẽ viết thêm con 2 vào. Đặt thêm con 2 vào. Khi thêm con 2 vào tử vào mẫu thì chúng ta sẽ là 2 này, dx này. À, dưới mẫu thì là 2x trừ 5, 2x cộng 16. Thôi nha, đến đây tự làm nốt nhé. Chúng ta lấy cái chữ 2x trừ 6, 2x cộng 16 mà chúng ta trừ đi 2x trừ đi 5 thì chia cho dưới mẫu. Hai con này trừ nhau bao nhiêu nhỉ? Trừ nhau là bằng dương 11 đúng không? Dương 11 thì như vậy chúng ta sẽ biết thành là 2 phần 11. 2x cộng 6 nhân với 2x trừ 5. Đây là mẹo một trong những tuyệt kỹ, hoặc là các em đưa con 2 ra ngoài. Đưa con 2 ra ngoài chúng ta sẽ biết là 2x trừ 5 phần 3 nhân phần 5 phần 2 x cộng 3. Sau đó làm giống bài trên. Đó làm giống như bài trên. Đặt x cộng 3 trước xong rồi trừ đi con này. Nhớ cân bằng hệ số, không cân bằng hệ số là sai đấy. Đấy, đấy là một vài bài làm theo cái kiểu như này. Thầy giáo phần sau thầy giáo xin phép không để lại đây nữa. Thế thì cái phương pháp tiếp theo ở đây là chúng ta là dùng phương pháp đổi biến. Phương pháp đổi biến thì như thầy giáo đã đặt vấn đề ở trên là các em phải hoàn thành cái bảng này. Thì chúng ta sẽ sử dụng các quy tắc tính vi phân ở trên bảng. Nguyên hàm của một tổng bằng tổng nguyên hàm, nguyên hàm vi phân của một tổng bằng tổng vi phân của một hiệu hiệu vi phân của một tích thì nó khác. Bây giờ chúng ta chẳng hạn chúng ta muốn tìm cái nguyên hàm của x mũ 10, x trừ đi 1 tất cả mũ 10 dx thì chúng ta sẽ làm như sau. X trừ 1 tất cả mũ 10 dx. Lúc đầu chưa quen đó nhé. Thì chưa quen thì làm thế này. X trừ 1 tất cả mũ 10 dx. Đây là cách 1 là chưa quen. Khi chưa quen, chúng ta sẽ đặt u bằng x trừ đi 1. Suy ra du của chúng ta sẽ bằng x trừ 1 tất cả phẩy nhân dx. Như vậy bằng dx. Suy ra cái nguyên hàm ban đầu kia nó bằng cái gì? Nó bằng ở đây thì chúng ta thấy được là nó sẽ bằng cái này mình đặt là như vậy là bằng u mũ 10. Thế còn cái dx thì nó chính là bằng du. Đấy, công thức mà viết bên phải u mũ 10 du thì nguyên hàm của nó là u mũ 11. U mũ 11 chia cho 11 cộng với c. Sau đó trả lại tên cho em. Trả lại tên cho em là cái gì? Là 1 phần 11 của x trừ đi 1 tất cả mũ 10 1 cộng với c. Bài toán được giải quyết xong. Đấy là cách thứ nhất khi chúng ta làm chưa quen. Nhưng cách thứ hai khi ta quen rồi thì ta không cần phải đổi, không cần đổi biến mà chỉ hình dung ở trong đầu thôi. Hình dung trong đầu thôi. Là như sau. Lúc này trong đầu chúng ta sẽ viết ra thành là d của x, không phải trong đầu mà viết luôn đây này. Đấy, trong đầu mới hình dung cái này là chữ u này. Đây là chữ u này. Như vậy là u mũ 10 nguyên hàm phải là u mũ 11 chia cho 11. Và như thế là xong. Cái cách thứ hai là khi đã quen rồi. Khi quen rồi chúng ta viết rất nhanh.
rất nhanh, và trong đầu phải đặt là cái con nào là con u, con u là x trừ một, như vậy nó sẽ có dạng là u mũ 10 du, u mũ 10 du thì mũ nguyên hàm của nó lên nó phải tăng lên một cộng với c, được chưa nào? Thắc mắc gì phải hỏi ngay nhé. Cái này mặc dù các em học rồi nhưng mà thầy giáo vẫn phải nói lại. Tiếp tục len của ví dụ tiếp theo là loga lepe của x chia cho x tế, tất nhiên với như này thì đương nhiên là x là phải dương rồi. Nếu nó viết như thế thì có nghĩa là x ở đây là dương. Với trường hợp này thì chúng ta lại làm thế nào? Chúng ta sẽ đặt u bằng loga lepe của x. Nguyễn Thị Nga tính cho thầy du bằng cái gì? Sai. Chưa đủ đâu. Đúng rồi, một trên x dx. Từ đấy ra thấy à, đây nhá, đây nhá, đây nhá, đây nhá. Đúng cái này chưa? Đấy, như vậy là cái len x này nhân với dx trên x này thì cái này thì là chính là du này. Thế còn cái len x thì chính là u này. Như vậy anh này nó bằng cái này. À, thì bây giờ nó bằng cái gì tiếp? Nói tiếp đi, chưa xong đã thôi. Bằng 2 u mũ 2 cộng c. Nga ơi là Nga, sai rồi. Sao lại là 2 u mũ 2 cộng với c? 2 u mũ 2 em đạo hàm ra xem nào. Đạo hàm thì nhân mà tích phân thì chia, không phải là nhân với 2 mà là chia cho 2. Vâng, cái con cần cần đọc lại xem nào. U mũ 2 trên 2 cộng c. Thế thì lý do ở đâu mà em lại nhân với 2? 1 phần 2 trả lại tên cho em. Len bình phương x. Cái len bình phương này nó chẳng qua là nó tiết kiệm dấu đóng mở ngoặc em ạ. Đáng nghĩa nó như này này. Đấy, thế nhưng nó tiết kiệm đóng mở ngoặc thì cái bình phương nó đẩy vào giữa con chữ N và chữ x. Nha. Rồi, như vậy bài này được giải quyết xong. Đấy là cách 1. Là khi chúng ta chưa quen. Thế khi chúng ta quen rồi thì làm như sau. Len của x. D của len x. Đấy, lúc này trong đầu bắt đầu mới hình dung ra à, cái chữ len x này coi như là chữ u này. Đấy, như vậy nó là u du, u du nguyên hàm là u bình trên 2. U bình trên 2 chính là như thế này. Xong rồi. Cái số 2 này không đưa vào trong len được nhá, bởi vì đây là len bình phương. Xong. Đấy, cách thứ hai khi quen rồi chúng ta sẽ làm này. Được chưa? Đánh máy thiếu thiếu chữ. Sao lại thiếu ở đây nhỉ? Chết giả. Phải có chữ lý ít tờ. Phải có dấu nguyên hàm đấy chứ sao lại thiếu? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp theo. Bài này gọi là mức độ ruồi, không làm được, chết giả. Mày nó giấu như thế. Nào bài này làm thế nào? Dương Minh Long cậy mình nằm dưới cuối danh sách để thầy giáo không gọi bao giờ hả? Toàn bài dễ đấy.
Ô đâu rồi? Dương Thành Long. Xem rồi, anh này điểm danh xong rồi đi ngủ à? Dương Thành Long rồi, anh đi nấu cơm. Ôi dồi ôi, chết già, bố mẹ bắt đi nấu cơm à? Không. Thế nào đi. Bài này là bài dễ nhất quả đất mà em không làm được thì chứng tỏ kiến thức lớp 12 của em có vấn đề chứ. Đừng có tưởng là thi vào đây rồi mà chúng ta lại bỏ quên được. Bấm đâu. À, bài này là bài siêu dễ, siêu ruồi. Nhưng mà thầy vẫn phải đưa vào để chúng ta nhớ lại. 1/3 nhân với. Có vẻ là sao ra đấy, tự tin lên. Trừ 1/3 nhân với. Nhân với cốt của 3 mũi xì. Em tự làm hay em tra ở trên máy mạng đấy. Như bảng đã làm. Đúng rồi, giỏi quá đấy. Thế này thì cứ từ từ chúng ta sẽ viết con này ra là 1/3 sin của 3x - 1 d của 3x - 1, đúng không? Đấy, như vậy cái này nó có dạng là sin u và du này thì bằng, em vừa bảo bao nhiêu chứ nhỉ? -1/3 đúng rồi. Cái gì nhỉ, vừa bảo cái gì thấy không, chưa kịp ghi. Cốt của 3x. Thế này á? Thế này là chưa đủ. Cộng C. À, cộng với C nữa, đúng rồi. Xong, bài dễ mà. Cái bảng nguyên hàm cơ bản ấy quan trọng lắm ấy, phải ghi vào. Úi dồi ôi, gì thế này, chết rồi, bây giờ làm nào, bài này làm nào. Bài này thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp đổi biến hoặc là dùng phương pháp thêm bớt, nhưng mà nói chung là chúng ta cứ phải làm nhiều thì chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm. Phương pháp thêm bớt nhé, em xem kỹ thuật thêm bớt người ta này. À, cộng thêm 1 này, trừ đi 1 này. Như vậy nó sẽ ra là dx, lấy con này chia cho con này thì còn mũ 4 thôi, trừ đi x cộng 1 tất cả mũ 5. Đấy, chuẩn chưa, dùng một phương pháp thêm bớt một phát ăn ngay. Thế rồi, thế bây giờ lại tiếp tục giống như cái con vừa nãy, tức là mình sẽ thêm con 1 vào đằng sau, không ảnh hưởng gì tình hình thế giới cả. Thêm con 1 đây cũng chả ảnh hưởng gì. Đây thầy giáo viết chậm để cho các em hiểu, còn khi các em quen rồi các em bớt ngay cho thầy, xóa ngay cho thầy dòng 2 đi mà làm thẳng sang dòng 3. Là x cộng với 1 tất cả mũ trừ 4, d của x cộng 1. X cộng 1 tất cả mũ trừ 5, d của x cộng 1. Các em ạ. Giáo viên ấy là phải làm để cho học sinh sinh viên là hiểu bài thì người ta trình bày nó sẽ dài hơn một chút, chứ mà trình bày ngắn quá là, còn khi các em quen rồi các em có thể bỏ cho thầy cái bước này đi thẳng xuống dưới luôn. Đây, như vậy là nó có dạng là u mũ alpha du, đúng không, nguyên hàm của u mũ alpha du đấy. Đấy lý do thầy bắt yêu cầu các em phải biết là cái bên phải là cái hàm, nguyên hàm hàm hợp là như thế, u là như thế, đúng không? Như vậy là mũ tăng lên 1, trừ 4 nó tăng lên 1, rất nhiều người viết thành trừ 5, chết không có chứ. Trừ 4 tăng lên 1 mà thành trừ 5 thì em chịu không? Tăng lên 1 là cộng 1 cơ mà. Thì nó sẽ phải là trừ 3. Chỉ tăng lên thì phải chia cho cái mũ đấy. Còn đằng sau tương tự tăng lên 1. Trừ 4 chia cho trừ 4, cộng với C, sau đó trả lại tên cho em. Trả lại tên cho em tức là đổi nó ngược trở lại về dưới mẫu. Thì như vậy con này sẽ bằng trừ 1/3 của x cộng 1 tất cả mũ 3 nhỉ.
Tiếp tục, đây là cộng với 1 phần 4 của x cộng 1 tất cả mũ 4 nhỉ? Đúng không? Rồi, xong cộng với C, thế là xong. Đấy, đơn giản. Đấy là dùng phương pháp kỹ thuật thế bớt. Thế còn một cái nữa là chúng ta sử dụng phương pháp một cái nữa là chúng ta sử dụng phương pháp đặt đặc phụ đổi đổi biến, tức là chúng ta sẽ đặt t đặt u bằng x thì cộng 1 thì suy ra du bằng dx và ngoài ra x thì bằng u trừ 1. Thay vào phát ra ngay nó cũng ra, có khi nó nhanh hơn cách 1. Nào, trong bài bài nó là x và dx chia cho x cộng 1 tất cả mũ 5. Như vậy là trên tử này, trên tử là u trừ 1, dx là bằng du này, ở dưới mẫu là u mũ 5 này. Đấy, chuẩn chưa? Thế lại dùng tử là a trừ b trên c thì bằng a trên c trừ b trên c, tức là du chia cho u mũ 4, du chia u mũ 5 vẫn ra được, đúng chưa nào? Đấy, đây là cách thứ hai. Học thầy thầy luôn dạy chúng ta nhiều cách khác nhau để chúng ta biết rồi, phát triển tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh. Nhìn bài bạn ta có chết giả, chịu khó học làm nhiều thì nó mới giỏi được. Nhìn bài bạn ta có trong buổi sau thì chúng ta sẽ ôn nhanh về phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Các em có thể xem trước trong cái tài liệu để trong buổi học sau nó tốt hơn. Các em thân mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tuần sau. Tuần sau chúng ta có thể kết hợp hài hòa vừa học cái nguyên hàm mà vừa học cả cái phần trị.